tụi em mới có cái cảnh này quý vị. Tụi em đang đi trên sa mạc, giống như là ngày xưa tụi em đi Las Vegas mà cái thời mà COVID. Ở không á, COVID mới được đi chơi nha. Bây giờ mà vô hết COVID rồi trời, tao nói làm hả, tao nói xanh mặt như là cái áo em đang mặc luôn quý vị. Làm mà sắp ê, đúng rồi, bà nói bữa tôi thấy là bà làm livestream bà hứa với khán giả là bà không mặc áo xanh nữa, bởi vì bà xanh xa quá rồi. Quay qua lại bữa nay bà mặc cái áo xanh còn hơn cái mặt mặt bà luôn nha. Cũng để ý. Nhưng mà cái xanh này là xanh non á, xanh đột chuối. Vậy là bà mới có bị xanh non thôi. À, xanh non là không phải là đẻ non nha, xanh non là vừa xanh xanh nhẹ nhẹ thôi phải không? Không phải, là biết là sáng nay đi shopping đó, sợ thất lạc nhau ở ngoài cái outlet. Nên là mình phải mặc áo hồi cái chói chói. Hồi áo của tôi cũng đâu mà. Leon mặc áo đâu có vừa đâu. Đó sau lưng em nè, Vũ Quang Vinh nè, sáng sớm đánh phấn hơi bị dày nhưng mà không sao, tại vì người ta cái người ta không phải, tại ngày qua nghe nói lúc mà tôi đi vô trong tôi thay đồ, nghe nói cái kịch bản của bà cũng đem tụi tôi ra bà vùi dập mà bà với ông Ri mà. Ủa, có coi không? Khán giả cười quá cười luôn. Ừ, Vinh nè, nó về nó Vinh nó vô nó khóc nè. Tôi nói là tôi muốn lấy Vũ Quang Vinh cái mà sao không biết tên Diệu Vinh vậy? Diệu Vinh, tôi chỉ đó. Về tập kịch mà. Còn nói lấy Leon Vũ là khán giả cười bò luôn á. Nó lấy Diệu Vinh dành phấn như vậy, bà Vinh bà khóc, bà tức quá bà khóc, bà bây giờ bà dặm thêm mớ phấn cho đắng lòng bà. Trời ơi, mấy ông em diễn em lôi da đạo ra sao mà dưới khán giả cười quá trời ra, mấy cô mấy chú cho nghe cái kịch vui quá, coi cười bể bụng luôn. Là hôm qua là lần đầu tiên mà tụi em hội tụ mà ngay tại Cali, cứ tưởng là khán giả thân thương, khó cười, khó ăn, khó ở, nhưng mà thật sự khán giả rất là vui với mọi người, cười vui, ăn quá ăn luôn, ăn khán giả quá ăn luôn, rồi ăn bài rồi mấy cái steak hall là đầy nhóc rồi, người Việt Leon luôn. Leon với lại Vũ Quang Vinh hát nhạc Hồng Kông á, thôi em ra em phát hiện dưới khán giả người Hồng Kông không à. Người qua ai cũng khen cái liên khúc đó hết á. Thì đó ta khen. Trời ơi, em dán bích cái lo luôn á. Dán bài hát đó hả? Dán bài từ từ lời bài hát bích cái lo luôn. Hèn gì tôi nói, ủa sao quỷ Leon nó dán cái gì mà lật đật tôi ra, nó lật đật tháo nó gỡ. Tôi nói luôn mà, tôi nói khán giả em phải hốt bàn cuộc của em để thôi chị Nga chỉ ra chị bóc phốt em. Là tại vì là không thuộc lời đúng không? Ôi Nga ơi, trong vòng mấy tuần phải học 3 bài mới mà. Ủa rồi sao bình thường là phải đeo mắt kính lão mới nhìn được mà sao bữa nó nhìn ra ai vậy? Tôi viết bự. Leon bị bóc phốt quý vị. Hôm qua em không có bóc phốt nhưng mà hôm nay lên clip em bóc phốt là Leon không có thuộc bài. Tụi nó dán đầy khắp cái sân khấu. Biết sao phải vậy thôi, tại vì mình có dancer, mình dấp á, hiểu không, là dancer họ dấp luôn cái nhịp của họ. Tại vì dancer mình mà, tại vì mình hát live mà mình hát với dancer, khi mà nó quăng quăng thì mình dấp cái là nó quăng qua bên kia luôn, nó khỏi quăng lại luôn á. Bình thường á là chúng ta không bao giờ quay ca nhạc cái gì, tại quay ca nhạc nó đánh bản quyền sập trang, nên là em ít khi nào quay, chứ hôm qua em quay cái đoạn đó là chắc vui lắm. Hôm qua mà bà quay sau lưng tôi, bà quay tới bà nguyên cái lúc đó nghe nó không có ra sân khấu, lúc mình tập là anh bắt đầu dán gì ha. Nếu quay cái khúc đó mới vui. Đến nỗi mà Trịnh Lam nói, ôi sao cái lo bữa nay mà có băng vệ sinh in lên nhiều vậy. Trịnh Lam ra hết hồn, trời cái lo này sao mà băng vệ sinh không vậy. Mấy cái khoảnh khắc đó là em chưa có lên đó quý mà vị. Tội nghiệp lắm, Trịnh Lam còn nói với ông bé rồi, anh bé tối nay làm đứng bên kia hỏi sao bên đây cái lo không nghe dán nhiều. Tại vì Vinh với Leon đó là tập nhạc nên là lên trên này rất là sớm, 11 giờ phải xách lồng đèn đi rồi. Trời ơi, mà lên vậy chứ cũng 1 giờ mấy mới tới. Còn nghe đó là nghe diễn hài quý vị nên là thanh thản hơn một chút. Là 5 giờ bắt đầu em mới lết lên trên này. Mà cũng hơi là bà lên đường á, chứ kẹt xe gì đó. Kẹt xe quá mà đi được mấy tiếng. Thì tôi cũng không biết là nó đi được bằng đường nào, mà lúc bắt đầu nó đề xe là tôi ngủ luôn đó, tới nơi luôn đó. Nghe nó được cái là vậy, nó vô tư. Mày thấy hồi nãy nó bước lên xe mình, vali nó còn nằm ở phía ở gara, mà leo vô xe đóng cửa cái rầm rồi đó. Nếu mà không có người nhìn với tôi bỏ đồ bà là tôi cũng biết ở đâu luôn. Thì đó, ngày xưa đó, tôi từ phi trường tôi qua tới từ Việt Nam mà bay qua tới Mỹ đó. Thì đi cũng có taxi đồ, người này người kia đồ đó. Cái tôi lên xe cái tôi quăng lại cái vali. Rồi cái tôi không biết, tôi về tới nhà chập mấy tiếng sau tôi nói chết cha, cái vali tôi đâu rồi. Tôi tưởng là tôi quăng ngoài bãi giữ xe biết không. Ủa tôi la làng lên, cái tôi lật đật cái tôi chạy lên sân bay, cái tôi hỏi người ta, may quá cái chị đó chỉ làm trong Việt Nam cho nó, ủa sao em về mà em để lại cái vali em ở trong chỗ hải quan luôn vậy nghe. Trời em nặng lắm. Mà
quý vị biết không, ở trong cái vali đó đó mấy chục triệu tiền Việt Nam luôn mà không có mất. À, tự nhiên bữa đó Nga đi á, có ai cần á, Nga không nhớ Nga bỏ tiền Việt Nam ở trong á quý vị, mà vali xách tay là cũng tính ra cũng có 2-3 ngàn đô vậy à, nhưng mà hả nói chung về còn y nguyên vậy đó. Không, thường thường ở Mỹ vali không ai dám không ai dám in nó đó, không ai dám bưng nó đó, tại vì trách nhiệm á. Nhiều khi Nga để gì trong đó thấy mùi nồi người ta. Rồi em kể nha, sao kể quý vị nghe, ngày xưa anh ca sĩ Minh Thuận á, anh có má nuôi là dì Ba Lẹ đó ở bên Canada, chỗ gì đó là quý nghệ sĩ lắm, mỗi lần đi Canada nhớ cô bà về tới Việt Nam nha, là tao nói là tất cả nghệ sĩ được nhận quà luôn nha, lúc nào cũng là son phấn nước hoa dầu thơm rồi chỗ gì cho tùm lum hết trơn, mà những lúc cho nhiều có mình ngại luôn á, mình nói chỗ sao gì cho quà nó không chỉ thích ai gì cho trời. Thì đó ca kể có một lần đó, lần đầu tiên là nghe đi qua Mỹ diễn là có anh Minh Thuận rồi đó, chị Phương Thanh rồi chị Hương rồi gì qua đây thăm mọi người để đi coi show luôn, đi qua xong rồi chơi ăn chơi đã cái ngày về đó quý vị, ngày về leo lên máy bay về tới Canada, đang tắm nửa chừng cái sực nhớ, ủa sao có cái dòng hột xoàn 60.000 đô của tôi đâu rồi, cái gì sực nhớ là gì quăng ở bên Mỹ luôn, ngay trong sân bay gì xỉu cái đùng cái lật đật cái điện thoại là cho anh Minh Thuận nha quý vị, nói là con ơi mẹ quên cái vòng ở trong sân bay rồi, là lúc đi qua check hải quan á người ta hỏi, thì lúc mà anh Minh Thuận mới lật đật chạy ra sân bay hỏi chứ bộ, hỏi hồi sáng mẹ tao bay á, là đi ngang qua đây check security là có bỏ cái dòng trên cái khay này, bây giờ tụi mày có còn hay không hay như thế nào. Cái anh Minh Thuận kể mọi người biết không, nói trời ơi, vừa nói xong nghe có một cái bà Mỹ đen đó, bà cầm cái dòng mà quý vị biết không, người da màu đó, cái màu da họ đen mà họ cầm cái lắc đó, hột xoàn không mà 60.000 nó bự chà bá, cầm đi cứ nhớ ra gì đó, cái này phải của má mày không, trả lại. Mừng dễ sợ luôn mọi người, thế là má anh Minh Thuận đang tắm và tỉnh hồn trở lại. Ủa vậy luôn hả? Cái gì vậy? Vậy là bà xỉu từ hồi lúc mà rồi ai gọi điện thoại cho Minh Thuận? Lúc bà nói bà lúc bà xỉu cái nằm rồi bà mới gọi Minh Thuận, rồi giờ lấy được chiếc vòng rồi bà mới tỉnh dậy, lại bà gọi Minh Thuận xong bà xỉu tiếp. Không, cái kéo tôi hơi hư cấu một chút. Ồ, là xỉu là đang làm cho hồi hộp đúng không? Hồi hộp nãy giờ không dám đi đái luôn mà cũng bắt bẻ nữa, coi phim bắt bẻ kể chuyện nó hơi hư cấu lên chút cũng bắt bẻ. Rồi còn cái cô mà phải da màu cầm cái hộp sòn mới chịu, còn đúng. Những người khác cầm không chịu. Phải cô da màu nó mới kịch tính hiểu không? Tại vì cái người mà da ngâm đen á mà tôi cầm hộp sòn nó mới chiếu đúng không? Bởi vậy tôi không có đeo hộp sòn, tôi nó không có chiếu trong cái da tôi. Bởi vậy câu chuyện đã kết thúc rất có. Cái đó là chuyện của Thái Thúy Nga kể đó. Cái dòng 60.000 là trả lại cho khổ chủ. Cái cha Nga nếu mà bà xỉu trong restroom mấy tiếng đồng hồ của trường bà bị trúng gió rồi đó nha. Thôi không biết trúng gió, tôi thấy quạt gió đẹp quá để tôi quay cái coi. Trời ơi. Mọi người ơi, trời ơi, quạt gió đẹp nhất cái đầu lâu luôn nha mọi người. Tao nói đẹp quá luôn nè, thấy không trúng gió với quạt gió rất là liên kết với câu chuyện của tụi em. Trời nãy đang đẹp. Quay đẹp lắm nha, bà xà máy vô cái nó mắc cỡ xong nó ngưng hết trơn luôn. Nó đang quay rất là đẹp phải không? Ừ. Nó đang quay đều tự nhiên cái tụi ở đây đó. Là từ đây qua Arizona là mấy cái này nhiều lắm. Ôi đẹp quá mọi người. Thấy không? Đâu quá mới có cảnh bộ tụi em đi nhưng mà vẫn thiếu, ví dụ như là thiếu Mimi Quang nè, Mimi Quang nhà này có chồng rồi bận rộn lắm. Andy Thái nè. Là nguyên nhóm 5 đứa phải không? Năm đứa luôn. Nhưng mà hôm nay tại đi show nên có 3 đứa thôi. Đi show. Tại Mimi hiện giờ cũng đi không được, tại thường nghĩ là chạy lên trên San Diego ở trên. Xách lồng đèn lên như trai không à? San Diego rồi. Ủa, vẫn phải lên vậy đó hả? Ừ. Sao boy không có chịu xuống vậy? Nó làm ở trên San Diego mà. Hàng gì bà Mimi dạo này thấy bà cũng càng ngày càng thấp xuống á, tại đi nhiều quá. Tròn trịa. Đúng rồi, nó tròn ra. Phía sau lưng chúng ta chỗ có cái mền nha quý vị, mền của ai vậy? Để mùa lạnh tới nằm ngủ, vừa lái xe vừa ngủ á. Ủa là sao? Là tôi vừa lái tôi vừa ngủ luôn. Được không? Được. Chỉ cái thằng ngồi kế bên nguy hiểm thôi chứ tôi có lo gì, ngủ biết gì. Ủa là sao lái xe mà ngủ là sao? Thì đó, thì vậy mới hay. Thì
giống như bà kể chuyện cái hư cấu mình không vô vậy đó. Ủa đi đâu mà cũng xách theo ba đồ nhuộm tóc theo chi vậy? Đó đem ra tiệm. Ủa mình lục cái túi Leon coi có gì chồng vậy? Được, tập thể dục thôi. Tập thể dục. Coi coi có những cái gì mà nó lạ lạ chồng không, lục lọi coi gì. Gì có bóng. Ôi ấy có bóng luôn kìa. Ủa sao cái bóng nó hợp với màu đồ tôi vậy? Tại vì bà chơi với bóng không mà. Có bóng nha, rồi gì nữa. Ê sao tự nhiên có vụ đi chơi tennis vậy? Tôi có mẹ. Có chơi hả? Trời ơi, thời buổi giờ ta chơi golf luôn má ơi. Không, cái đó là cho những người chơi. Ê cho tôi một trái nữa. Trong xe Leon quá chị bấm. Cho tôi một trái nữa coi. Hai thằng bấm rồi nè, còn gì nữa. Còn hơi quá trời luôn. Chưa có ca sĩ nào mà. Trời ơi bóng quá vậy. Sao chưa Leon chưa đủ bóng sao mà bóng nhiều Leon. Mình lục túi Leon. Thật thiệt. Leon là được cái rất là thẳng thắn nha. Chết cha nguyên một rổ bóng. Em bóng là em đâu. Bóng là nó bóng giống như con con Thái Lan vậy đó, đi nó đi thi hoa hậu đó, nó nói nó là cộng đồng là bóng sĩ. À, ôi sao bóng nhiều quá vậy? Tại Leon đi đánh tennis mà đánh hay quá mất banh hoài. Nó phải mua bọc luôn để khỏi mất công lượm. Ủa đánh hồi nào mà sao tôi chơi thân thế mà tôi không biết trời. Trời ơi nghe tôi làm địa ốc 80 năm bà còn chưa biết mà. Ê tôi chỉ biết Leon đi tập gym thôi, giờ tôi mới biết Leon. Gym. À gym. Tôi gym. Bà không biết giờ bà gym là bà gym cái chỗ nào luôn á. Gym. Cái màu bóng hợp với em để đụng lên cặp ngực coi. Chi vậy nghe, bà giống như quái thai vậy nghe. Thì đó, lâu làm chuyện nghe động trời vậy đó. Nhiều lúc mình nghĩ mình nhỏ quá mình đụng lên coi nó đẹp không. Cũng được nha, cái cao cái thấp nhưng mà rất hợp với màu áo. Rất hợp với màu áo. Trong những ngày mình nếu bật bật cắt nó làm hai bà hình lên được. Bà hình lên cái áo bà đều hết trơn á. Nói chung là chỗ nó đẩy một cái lên tới cổ luôn. Thôi trả bóng nè, tôi không thích bóng đâu, tôi thích trai à. Bóng quá trời bóng luôn mà bóng này còn mới tanh nè Leon. Đúng rồi, tôi mua nguyên bịch luôn mà nghe, để tập để tôi đánh đánh vô cái kia là cái tennis racket, tôi đánh vô trong cái tường đó, nó văng là mình đánh cho cái tay mình nó thon nghe. Bà cũng nên đánh cái này nè nghe, cái đông đưa bà nó không có cái này nè. Tôi là ngày xưa không có đông đưa không có gì luôn mà từ ngày tôi khinh sầu riêng tôi bán tới giờ tay tôi giờ. Trời mỗi lần con bé trợ lý nó coi hình mà nó dựng edit cái đó nó trời ơi sao bắt tay cô giờ này cuồn cuộn quá vậy cô. Khổ quá mà con bưng bê sầu riêng quá mà. Có cái kịch bản của mình nhí kêu là nhà không có không phải không có nhắn của anh Thành Lộc phải không? Hay là kịch bản nhà không có đàn ông á? Có nhà không có nào của anh Thành Lộc phải không Vinh? Dạ. Đúng rồi, kịch đó hay lắm. Bà đó nghe, giờ viết cho bà đó. Ngôi nhà không có đàn ông. Bưng bê riết mà ta nó bắt tay bắt đầu nó lên lên nha. Ngày xưa nó gọn quý vị, tay nghe là được nổi tiếng, nó thon thiệt thon luôn á. Tay với đùi là thon lắm, chỉ có bụng là... Là một cục. Không có, vẫn gọn, xanh bé cát nó hơi chút xíu lên thôi. Nhưng mà nếu mà đi tập exercise lại là nó xuống lại liền à. Tại vì bữa giờ 2 năm... Kìa, nó người ta đang quay kìa, nó quay đều đẹp dễ sợ. Trời đẹp quá nè, đẹp cái anh này nè, nó trời ơi, mô tô đẹp trai quá nè mọi người ơi. Chung là vlog ở Mỹ mà thấy gì quay đó đi. Giờ nó quay quá trời quay nè bà con. Rất là đẹp nha. Đẹp ha. Ủa cái chương trình mà đến cái outlet là khoảng đây nè, mình lâu sắp tới rồi. Ủa nhanh vậy? Ừ có 25 phút từ sân bay qua. Ủa sao Minh Tuyết hôm qua nói là cả tiếng đồng hồ luôn làm tôi cũng hoang mang. Đâu có đâu, trời ngày qua tôi nhìn nó lại ghé nó mà tụi tôi ghé vô thôi kẹt nè. Đi ngang luôn đó mà nghĩ bữa nay về ghé cho đó không có quà không có ghé vô cái là ngập mặt ở đó đó nói chỗ cái building cao cao là nó đó. Ồ tới rồi mọi người ơi, vậy là tụi em sắp tới cái outlet Capazon hả? Capazon đó. Ủa rồi đem qua làm sao có kéo máy được không? Trời ơi trời quay nữa. Tôi là được kéo máy chơi cho vui chứ tôi đâu có biết đánh bài, bởi vậy kéo máy con mọc sen mà nó cũng quỷ ma lắm. Ăn 400 mấy không chịu nghỉ. Ê không, mà tôi mượn của Hiếu Hiện Trâm tôi trả lại à. Xong rồi cái được đúng rồi tôi được 300 thì hồi tối tôi đưa cho Tuyết cầm giùm đó. Chỉ với 300 tiền lì xì bữa là 600 Tuyết cầm cho tôi đó. Tuyết cầm giùm rồi không biết Tuyết đi đâu rồi. Mình Tuyết cầm về, tại vì tôi nghĩ là nếu mà tôi giữ là tôi sẽ ra tôi kéo tiếp. Thì nó hên quá, được nhờ trước.
chứ tôi bỏ túi là từng hồi tôi thấy là cái tôi móc tôi lọt thọt vô móc thọt vô giống như bé Hiền vậy đó. Cãi nó thấy không, mượn của bà 20 vuốt lên được 8. Đúng rồi, mọi người sáng sớm thì nhìn Leon thấy ngay ngay cho tôi mượn 20, nó tưởng làm cái gì biết không, tưởng mua gì, lát nữa quay lại cầm mớ tiền luôn quý vị. Ủa kéo máy gì mà ăn quá trời ăn luôn, trả nợ hết luôn hả? Ủa trả nợ hết luôn quý vị. Ủa ăn tới 60+ đồng bạc luôn đó, trả nợ hết luôn. 81 đồng luôn. Ủa, rồi ăn tới 81 đồng, chứng tỏ tiền tôi hơn đó, thấy không, tiền tôi là tiền tại vì tính. Rút được tiền bà cũng mừng thấy mù nội, mượn được 20 là mừng rồi. Không, bằng lúc Leon lấy 20 tôi nói rồi thôi xong rồi chắc mất 20 đó quá, tại vì thế nào cũng thua phải không. Mà Leon đi cái 5 phút hoành lại, hoành lại trời ơi, trả cho Hiếu Hiền 40 luôn, trả nợ được luôn nha, mà còn trả được vốn rồi cho thấy nghe, còn dư lại chút chút. Chỉ có Vinh bạn bè chưa mượn 20 móc bóp ra mà lâu thiệt lâu luôn nha. Ê hôm qua Vinh sao, Vinh là đêm qua sao, nó không, nó đâu có biết chơi bài chứ gì, nó lên nó ngủ trời ơi. Sao sao trời ơi, ta nói tôi đang ngủ nửa đêm tôi giật mình, tôi nói trời thằng Mỹ nào bên phòng nó ngủ ngái quá khó ngủ ghê, mình đâu có nghĩ là Vinh nó ngái đâu nha, quá mệt trời ơi. Xong cái tôi nằm nữa cái tôi ngực dần dậy tôi nói ồ hình như thằng Vinh nó ngái mà chứ đâu có thằng Mỹ nào đâu, phải không trời ơi. Trời ơi Vinh cái nết ngủ kỳ vậy Vinh. Ồ trời ơi không mệt hay mệt gì, cái người ngái là ngái hả Vinh ơi, ngái ngái à không, chứ đâu phải mệt thì ngái lớn hơn. Vinh đừng có diện cớ cho mệt nha, nhưng mà Vinh với Nga được cái ngoan không biết chơi bài là gì nha. Hôm qua đó Nga cũng tính xuống kéo máy rồi. Ủa kéo ly lưu rồi chi ta, tính kéo máy rồi xuống tụi nó chuốt cho một ly cocktail, em gục ngã tại chỗ cái ba ly, đi lên em ngủ liền bà con, ngủ ngon. Bởi vì số em muốn ăn chơi gì được, take the second exit onto Apache Trail. Ồ Vinh nó không có trên bài, nó lên nó ngủ. Mà tôi bây giờ tôi nói em tôi đi show với ai là tôi phải ngủ trước người đó. Chứ không mà ngủ sau người đó là tổ tánh tôi có khó. Rồi, cuối cùng anh vẫn ngủ mà anh nói gì vậy? Thì ta đâu nói là tôi thức đâu, không lẽ giờ tôi thức tôi canh mày. Thì cái lúc em thấy em giật mình em dậy thấy anh cũng ngái. Nó ngái riết, nó ngái, nó tái nào nó tự đánh thức nó luôn đó nha. Nó tự giật mình luôn đó nha. Ngái lớn quá. Ngái lớn quá tự vậy. Giật mình luôn á. Tưởng ai ngái tính gì chửi phải không? Gây chửi. Quay qua trời trời thì ra là mình, hiểu không? Giống như câu chuyện mà Ngọc Quyền đi Đắk Lắk hát vậy đó. Ai vậy? Ai quăng đá? Ai nha Ngọc Quyền không có giỡn vậy. Ủa, xin lỗi mình thôi, hiểu không? Trời gì mà cũng ra được cái giai thoại cho chị Ngọc Quyền thương chứ ghê luôn. Bởi vậy Vinh nó tối không, nhiều khi nói phải nói với cả nhà. Mình ngái, nhiều khi mình ngái mình tự sặc nó nghe, nuốt nước miếng không kịp á. Vậy tự ho luôn, tự chửi luôn mấy thiệt. Khó chịu luôn á thiệt. Vinh cho hồi tối nó giật mình dậy là không phải là nó coi tôi về chưa, nó giật mình dậy là tại vì bà ngái quá, bà tự đánh thức bà luôn, hiểu không? Trời ơi, ngồi trong xe mới có 25 phút mà ta nói hả? À, ta nói bộn bề câu chuyện sau xưa. Ôi mà vui lắm. Tôi nói tôi thiệt, mình nằm mình mới mới mình nói trời ơi sao kế bên phòng mà nó ngái dữ vậy ta. Thế mình ngồi dậy nó cũng rưỡng bơ cái tôi nằm xuống nữa. Cái hồi tôi nói ủa mà hình như là Vinh anh ngồi dậy là em ngái hả? Ừ cái tôi nói ồ là ủa mà hình như là Vinh nó ngủ với mình mà có khi nào nó ngái không, cái tôi nói thôi nằm tôi hồi tôi dùng mình dậy trời ơi nó ngái thiệt. Nhưng mà không có bằng nghĩa sữa nha nghe, không bằng do nghĩa sữa với chí tài mà ở chung nghĩa phòng sữa chí tài ông Đạt đánh trời ơi đi qua Pháp một lần tôi ở chung với ban nhạc với mấy người ba người ngáy mà ba tông luôn. Ôi là tôi đứt thức sáng đêm qua ngày sau không thể nào hát được, tôi phải kêu bầu sơ chở tôi về nhà của ổng cho tôi ngủ. Trời ơi vừa ngái mà trời ơi rồi đi ăn cơm gà đen á nghe. Rồi về thay phiên nhau đi ra vô restroom nữa. Trời nói anh Chí Tài anh mất rồi mà mọi người vẫn còn nhớ giai thoại anh Hoài Linh đó ngày xưa anh kể quý vị. Anh nói á trời ơi đi trên máy bay mà ông Chí Tài ông ngáy á nghe, anh không có dám nhận ổng là bạn luôn, lại xung quanh nó nhìn dữ quá. Cái tao cũng giả bộ như tao không biết ông Chí Tài là ông nào luôn. Tại vì ông đủ ngái hết. Một cái là nguyên cái máy bay nhìn quá vậy trời luôn. Vậy là bị lộn rồi. Giống như nó uống thuốc mà uống thuốc nhớ Vinh. Đang ok, hồi lát này quay, hiểu không? Đây mọi người ơi, ủa tối rồi sao đi đâu vậy? Ủa kiếm chỗ đậu xe chứ không lẽ tôi đậu xe ở đây đi vô nghe. Quên. Bà làm như Việt Nam như muốn đậu đậu vậy ra rồi đi bộ về à. Tới rồi nha mọi người.
câu chuyện của em đã rất là, tụi em rất là nhanh chóng và cảm thấy rất là gần khi cái outlet nó sát bên. Nếu không có cuộc trò chuyện thì mình cảm giác đường rất là dài, xa, thăm thẳm, mà giống như đi tìm tráng sĩ vậy đó mọi người. Bà là thôi, là suốt đời rồi. Đừng có nói vậy. Có nhiều người 60-70 người ta vẫn lấy được chồng ngon lành nha. Tới lúc đó tôi mời đám cưới rồi, mọi người đừng có ngồi đó mà ấy. Cũng dễ thương ha, lúc đó là chị ăn rồi đi chơi không á nghe. Không, ngồi nhìn nhau, đấm bóp giùm nhau, nhổ tóc bạc, tóc ngứa giùm nhau. Chứ làm gì. Lúc đó thì nếu mà vậy lúc đó là tôi lấy bà Vinh, bà Leon là hợp hết luôn đó. Thôi giúp thác kinh ra lên lời xe xuống cho rồi. Chị vậy nghe. Thác thân. Chị cho cực vậy nghe. Bà nghĩ cuộc đời của tụi tôi chưa đủ cực hả nghe. Rước bà về cực hơn nữa hả? Trời ơi, trời ơi. Nói bà thấy ông lấy vợ lấy chồng kia đó, hai con đẩy xe rồi con vợ còn có bầu nữa kìa đó. Trời ơi, đứa thứ ba hay chưa? Ừ. Cũng cực là... lắm. Lấy rồi thiệt nợ trần gian. Thiệt làm đàn ông cực lắm. Làm bê đê nhân Vinh xuống. Sáng nghe có một thân một mình đánh phấn dày cỡ nào cũng không ai cờ nói hết. Giờ bà lấy vợ đi mà bà đánh phấn dày hơn nó cũng nói bà vậy. Trời ơi, tôi không biết ông là thẳng hay bóng mà ông đánh phấn nhiều hơn tôi, thấy không? Giờ một thân một mình tự đánh, không ai nói đúng không Vinh? Em bị anh nói đó. Không, tại vì mày... Ừ, thì cái đó anh em thôi, còn ý tôi nói con vợ kìa. Sáng sớm mà Vinh vừa bước xuống, Leon nói chứ, trời ơi, cũng lén lén à, đi shopping mà cũng đánh phấn. Nhưng mà tại vì mày đi với tao mày mới nói thôi, chứ bình thường mày đánh đâu ai nói đó Vinh, thấy không? Mày đâu có đánh đâu. Đúng rồi, hồi sáng anh đâu có thấy mày đánh, mày chỉ quét lên thôi chứ mày đâu có đánh. Tôi thấy ở chung phòng cái bị dạch mặt dễ sợ luôn. Bà chị này bà vô không bà ra tao? Vô. Bà vô. Ủa sao mấy vợ chồng đi shop sớm vậy ta? Ừ, cái outlet này đi. Ủa ngộ gì? Người ta chơi này. Bài, ta thắng, ta có tiền, ta có quyền đi chứ làm sao? Không mà ông anh này ông đứng quá, tôi không biết ông có đi không. Không mà cái outlet này mở cửa là người ta đứng get like rồi. Ủa ghê vậy hả? Ừ, cái outlet này. Cha gì giờ vô mua được cái gì mà rần rần quá vậy? Kệ nó đi, mình đi cho giống như mà kêu là thị hiếu á. Thị hiếu trào lưu. Trào lưu. Chứ nhiều khi bà, nhiều khi tôi đi một buổi tôi không mua được gì luôn. Đi nếu nổi mà... giò luôn, ngồi xuống. Vì mình đi mua ở đây mà mình mang về mà mình không thích, mình hoành lại đây 2 tiếng đồng hồ, mình dạ. Mình return vô. Không, có nhiều cái giờ tôi còn nằm trong hộp luôn. Họ làm biến vòng lại lắm. Hình như đồ hiệu có 30 ngày hả? Ồ vậy hả? Ủa sao không đi kiếm chỗ khác động leo. Ta đang ra nè Vinh. Ra không hay là ổn ra nó nói chứ. Kìa ra kìa. Đó. Anh ra rồi, anh ra rồi. Sống gì mà người ta ra nó còn không biết mà. Mình phải để ý còn khi nào người ta ra để mình ra chung. Nè. Vinh là ra không biết, còn tôi á, người ta vô mà tôi cứ tưởng người ta ra không á. Tôi đứng tôi chờ hoài. Tôi nói ủa sao này nó cứ dê hoài. Xong cái lát nữa nó bước ra cái cành, tôi nói chết mẹ này, nó vô mà tôi tưởng nó ra. Vậy là nặng lắm rồi. Hay là lỏng á. Thôi tụi em tới shopping rồi quý vị. Thôi cả nhà ơi, Thúy Nga bye bye. Nếu mà không có ỉa đái thì nói là ờ mua nhưng thuốc mà người ta một lần, một mua một thuốc lần quật, thôi, quật, mua thuốc quật trường đi con. Chỗ nhuận trường tốt nè, mấy nay tôi uống cái detox. Nhuận trường một ngày 17 lần. Tôi mấy nay tôi uống detox nè. Detox. Đó, cái detox đó. Chỗ để thanh lọc cơ thể quý vị, nói chung là con người chúng ta đó. Bà cũng không nên thanh lọc, tại bà không còn gì để thanh lọc hết trơn. Con người của chúng ta một năm là chúng ta phải thanh lọc cơ thể mình á, at least là từ 2 tới 3 lần nha. Mình thanh lọc giống như là giống như cái... thanh bạch với thanh lọc đi chung vậy đó. Ủa gì kỳ? Là thanh lọc. Em mọi người biết sao không? Mình phải thanh lọc. Trời ơi, em thanh lọc mà giống như em uống thuốc đẹp vậy quý vị. Trời ơi, nó sổ sàng mà nó sổ quá trời nhẹ. Ủa sổ sàng là chửi rủa người ta mới dùng chữ sổ sàng mà ta. Không có, em sổ ra quá mà người nó nhẹ, bụng nó thon luôn. Hôm qua mặt còn sọt thấy em không có miếng bụng rồi luôn. Đó kìa. Ủa dân có tiền Thiếu Hiền khác. Kìa. Dân có tiền khác chứ đi vô valet không à. À. Thôi mọi người ơi, Thúy Nga bye bye nha. Bao nhiêu clip này là xong phần 1, giờ tới phần 2 đi. Ôi nãy giờ quay clip mà cười bệnh luôn á bé. Đó, ai em mà YouTuber. Trọng Nga đang đứng đợi kìa. Đâu? Vinh bên của Nga. Trung Đông hả? Ủa sao nãy nghe nói có con chì mà đi qua bên đây cái môi. Bye bye.